Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc nghe. Hôm nay là ngày cuối tháng 5, chủ nhật cuối tháng 5 Tây lịch năm 2021 nghe. Mà bữa nay chủ nhật trời mưa nguyên ngày tối hôm qua cho tới hôm nay. Nhưng mà sáng nay giờ bớt bớt mưa rồi. Bây giờ các vị cùng tôi ra ngoài vườn nghe. Bây giờ rau nó lên quá trời rồi. Thôi bữa nay chủ nhật cắt để coi có ai ghé thăm biếu cho người ta. Không thì gửi biếu nghe. Rồi. Đó. Bắt đầu ra vườn. Xá Phật một cái đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Xá Phật. Xê xê, cái gì con sủa vậy xê xê? Đi con, đi ra vườn với sư phụ nè. Đi, đi. Ủa, chưa mặc đồ. Chưa mặc đồ, thôi kệ, nóng quá. Thôi kệ, sư phụ ơi. Nóng quá, sư phụ ơi. Đâu rồi, đó, chưa mặc đồ đi. Mặc đồ rồi, đi, xê xê. Đâu rồi. Đâu rồi, đi, đi ra vườn với sư phụ nè. Xê xê, đâu rồi. Để sư phụ kiếm đồ cho mặc nha. Đồ của xê xê, đâu rồi. Nay sẽ mặc đồ gì đây nè? Bữa nay chủ nhật sư sư ơi, nay đi cô ghé thăm sư sư nè. Đâu rồi? Thế chết quá sư phụ. Nóng quá sư phụ. Bữa nay chủ nhật nè, mấy cô ghé thăm sư sư nè. Bây giờ sư sư mặc đồ vô rồi mới đi nha. Chứ ra giường sư phụ nghe. Xe xe chạy trốn quá sư phụ ơi. Mặc đồ nóng quá sư phụ ơi. Bây giờ xe xe mặc đồ rồi sư phê đi ra giường với sư phụ hen. Đi không? Xe mà trốn nghe, đứng ra đi. Đứng ra đi. Xe xe mặc đồ rồi xe xe đi ra vườn với sư phụ. Té từ từ ơi, té từ từ, từ từ, từ từ cháu nó như, sơ mặc đồ á, mấy nay nóng quá sơ xin sư phụ sơ không có mặc đồ, nhưng bữa nay mấy cô ghé thăm nè, nó chủ nhật nè, đi cắt rau với sư phụ nghe không? Nghe không? Đó, sơ mặc áo đỏ rồi, nay sơ mập rồi bà con ơi. Sơ sơ mập ơi. Sơ sơ mập ơi. Nóng quá sơ sơ nha. Nóng quá. Vạt cái sơ sơ mát cái đi. Vạt cho mát cái đi nha. Đó, ta sơ sơ mát cái. Sơ sơ mập ơi. Rồi đi ra đây cắt rau sư phụ nha. Đi. Rồi đi đi. Đi cắt rau sư phụ xê xê ơi, chứ để rau lên nhiều quá bỏ uổng con. Đi cắt cho mọi người nghe con. Đi hen, đi, đi. Nè, nãy giờ nhổ đường rổ rau má rồi nè. Thấy không, cho cô kia để cổ uống trị bệnh. Đó, hôm qua là cả đêm trời mưa đó. Bây giờ còn mưa nữa nè. Xê xê, rồi xê xê thấy mưa là nó không đi ra rồi. Xê xê ơi, ra cắt rau sư phụ xê xê ơi. Đi con. Rồi nó thấy mưa là nó trốn rồi. Sơ sơ hăng lắm. Nãy giờ nhổ rổ ra má rồi đó. Làm cỏ nữa. Quá trời cỏ. Sơ sơ. Ra đi con. Mưa đâu có lớn đâu sơ sơ. Nó thấy mưa nó sợ lắm. Đó, trời mưa kia là
có tai nạn gì đó, xe nó chạy đó, phải khổ vậy đó. CC ơi, ở đây con. Mình ăn không hết, mình san sẻ cho người ăn. Đó là cái phước đó quý vị ơi. Quá trời rau luôn. Bữa nay có cái chùa gần tại đây họ làm lễ, Phật tử đi dự lễ Phật đản, họ nói hồi họ ghé đây họ thăm, thôi mình cắt ra mình biếu cho họ chứ bây giờ mình đâu có cái chi. Cái CC quá trời rau luôn CC ơi. Mưa rồi bà con ơi. Mưa rồi. Thôi các đại đi vô ngồi lựa. Mưa rồi, mưa rồi. Mưa rồi, mưa rơi rồi. Quá trời ra. Nó lên gì mà là tới khiếp thiệt chứ. Nó yêu cầu nắng bữa hai bữa nó lên vậy đó quý vị. Ôi, cắt đại đi. Đúng là tôi là nông dân đúng thấy không? Có cái tay làm nông thấy không? Trời mưa. Ông trời ơi, khoan hả mưa để cho con cắt cái ông trời ơi. Khoan hả mưa ông trời ơi. Để cắt cho bà con ăn để bỏ tội ông trời ơi. Trời. Khoan hả mưa ông ơi. Ông chơi làm không kịp luôn. Ồ. Ông mưa làm không kịp ông ơi. Ông mưa rồi. Mưa rồi. Mọc rảo. Quá. Vui không? Hả? Mưa rồi. Mưa rồi, mưa rồi. Trời ơi, mưa. Nhờ mưa vậy bắt đầu rau nó lên. Nó lên đã luôn đó. Ha. Một rổ. Một rổ rau rồi. À, bây giờ cắt rau. Rau. Rau tía tô. Để cho nó lên nữa. Trên đời này cái nhiêu này phải cắt cho nó lên nữa à. Đó, tiết tàu.
Ôi mưa mưa mưa. Khoan hả, mưa ông ơi, để cho cắt cái ông ơi. Ra là phải cắt nha quý vị nha. Chứ ngắt ngắt là nó sâu không à. Cắt phải khéo nè, cái chỗ này nó lên mầm non mình đã cắt đó, mình cắt cái chỗ không có mầm á để nó ra, cắt ra cũng phải kỹ thuật nữa nghe không, chứ không phải a tùm phù vô rồi cắt đại đó, mình làm gì nó cũng có kỹ thuật hết trơn á đó, để vậy là mới nó lên phúng phúng luôn. Cắt rau cũng phải có kỹ thuật, có cắt rau. Đó, thấy chưa? Hôm qua cắt cho hết một mớ rồi. Giờ cắt tới đâu vừa nhổ cỏ tới đó đi. Cỏ ơi, các ngươi là có lên nữa nghe cỏ. Các ngươi lên nhiều quá. Trời, nửa tháng nữa thôi là nguyên này nó ra cho quý vị coi, hổm ra trời lạnh mà nó ăn vậy nè, nhưng mà bữa nay nó lại lạnh nha quý vị nha, bữa nay nó lạnh, báo trước bà con ai ở địa phương biết là bữa nay lạnh nha, cho tới tối luôn nha. Rồi trời lạnh nghe bà con nghe nè, ở cái là thấy hàm không đó, thấy chưa nè, hồ sen nè, không biết Phật tử qua làm bữa nay nó bắt đầu nó lên sen rồi, thấy không, có bông rồi nè, trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vào nhị vàng. Trời mưa trời mưa rồi, giờ cắt một số rau này nữa kệ mình phân phát cho bà con ngượng miếng ăn lấy thảo. Của đồng công lượng mà. Tôi chỉ có cái bụng mà, cái bụng cho nên ngồi không không nó mệt thôi, chứ mà đừng có cái bụng nó khỏe lắm. Để ráng tập coi. Cái gì của mình trồng ra thành quả nó vui á quý vị nha, cái gì cũng vậy, chính tay mình trồng thì mình vui lắm, mình trồng mình săn sóc nó rồi nó cho mình là cái kết quả vui lắm. Ông trời cũng thương, nhỏ giọt ít ít thôi cũng được. Đấy. Đấy, bữa nào thầy làm tương làm đợt này rồi thầy mới gửi cho chú Tùng nghe, tại vì hôm rồi gửi hết rồi, bây giờ bữa nay tôi mới làm lại nè, chứ không có quên chú Tùng của tôi đâu. Hôm nay rồi thì làm khoảng chừng tuần nữa, thứ hai tuần sau tôi gửi tương ngon lắm,
Năm nay làm tương chất lượng lắm á. Tại mấy Phật tử nói nha, nhiều vị họ họ hơi duy tâm, họ nói nha, thầy là đồ ăn gửi tụi con ăn hết hết bệnh, không có bệnh, nghe nói thì thấy thương quá mới ráng gửi. Quý vị nào mà không ăn thì nói thiệt nha, chứ đừng có nói động được lòng tôi nha. Ví dụ không ăn thì nói không ăn thì tôi không gửi, còn quý vị có quan niệm mà thầy bỏ công thầy một chút mà gửi cho tụi con ăn nó vui thì tôi ráng tôi làm tôi gửi. Đây có nhiều vị họ nói vậy đó, họ quan niệm vậy thôi, nghe vậy cũng vui cũng tin mà, chứ tôi có gì đâu mà, tôi là người bình thường mà. Ngộ rau nè, có gì thấy ham không? Thấy ham ghê á. Cảm ơn các ngươi nha, các ngươi lên tốt người ta cắt, các ngươi cho người ta ăn rồi các ngươi lên cái khác nha. Cảm ơn các ngươi đã thương ta. Nha, các ngươi lên tục nữa nha. Lên tục nữa nghe các ngươi. Thế chỉ mệt cái bụng thôi à. Nó mệt cái bụng nè. Ráng thì mai mốt á, tháng nữa thôi là cái vàng bầu vàng bí á nó bò đầy hết trơn nè quý vị nè, nó đang chuẩn bị nó bò nè, thấy không đó, thấy đó, nó đang chuẩn bị nó bò đó. Đó thấy chưa, tháng nữa thôi là bầu bí lên đầy hết trơn luôn. Rau đắng nó sao nó lên quá trời luôn. Tuần sau rồi tôi gửi cho chú Tùng ở New York cái rau luôn nha, để nó lên kia, nó lên đấy. Tôi hái ra tôi gửi cho, gần hái được rồi nè. Kệ Phật tử ở những cái tiểu bang còn lại đâu có rau, mà có cái nhiều khi thầy gửi cho các vị nó lâu tới nó hư uổng quá. Chứ nhớ quý vị ở tiểu bang lạnh mùa này đâu có làm gì có rau, ở dưới này mà được vậy là quý lắm rồi đó, là tôi săn sóc lắm nó mới được vậy nè. Chứ còn các kia tiểu bang lạnh hơn tôi nữa thì đâu có rau mùa này. Tôi có hai Phật tử tên Tùng, một người ở Arizona, một người ở New York. Ủa ở mất ở đâu, ở Massachusetts hay đâu quên rồi ta, tự nhiên ở miền trên là New York chứ. Hai tên Tùng, hai người tên Tùng, ba người, bốn người tên Quang, trời ơi, bốn bốn Phật tử tên Quang rồi. Hai Phật tử tên Tùng, ba Phật tử tên Hằng. Ngộ thiệt chứ, đâu mà trùng tên thế. Vậy chứ tuần sau nó lên ngủng ngủng luôn á. Trời mưa vậy là tuần sau nó lên ngủng ngủng luôn. Xê xê, sao con ra phụ sư phụ? Hả? Trời mưa sư phụ. Trời mưa sư phụ. Trời mưa sao con ra được sư phụ?
Trời mưa là sao ra phải không con? Trời mưa là sao mà ra thủ sư phụ được đấy? Vô lấy túi phân phát ra cho bốn chị. Nay có bốn chị ghé thăm bốn Phật tử nữ ha. Không biết có nam không biết. Ôi sáng làm chút tranh thủ để trời mưa. Mô Phật. Đó thấy dễ thương không? Vì người mình sống vì mọi người là mình hạnh phúc, và các vị ơi, mình sống vì mình đó là mình đau khổ, mình lo sợ. Mình sống vì người đi, trời Phật cho mình. Nè, hôm nay có cô cổ bệnh, cổ xin rau má mà sáng nhổ trần thân nè, nhổ hồi lúc mà trời mới mưa mưa đó. Hết xe xe, xe xe cho sư phụ vô coi. Thôi xe xe cho sư phụ ra con. Bây giờ phải rửa sơ sơ rồi chứ nó dơ quá rồi, nó cãi nó bị cát hả ta. Thôi, sẵn cái nước mưa này mình rửa đi. Sẵn nước mưa mình rửa quý vị ơi. Đó. Sẵn nước mưa mình chịu khó rửa cho nó sạch sẽ, biếu cho người ta. Ok. Rửa rửa sơ sơ cho nó bớt cát rồi về người ta rửa lại. Cầu nguyện cho cải này con trồng cho Phật tử con ăn được lành mạnh lành nha. Chư Phật, chư Tổ, ông bà Việt Nam, hồn thiên sông núi xót thương. Đây là những rau cải của Việt Nam. Con trồng cho Phật tử con ăn cho họ được mạnh lành. Tối trời mưa, mưa cả đêm vậy đó. Khỏe quá, bữa nay không có tưới rau. Không có tưới, đỡ tốn nước, đỡ tốn công nữa. Mừng quá. Sư phụ hôm nay khỏe quá sư sư ơi. Đó, đỡ cát rồi đó quý vị. Tôi trồng, tôi xin mấy anh sâu lắm. Tôi nói được để ăn. Đi chỗ ăn đi cho tôi rau tôi ăn. Cho nên mấy anh sâu không có tới cũng mừng á. Nhưng mà để nói chứ lâu lâu anh cũng bò tới, không có sâu mà ốc. Đó, thấy không? Đó, một rau cải vậy chứ các vị nghĩ á. Không tới mùa của nó đó, đi mua cả mấy, nhiều đó cả mấy chục đồng á, chúng vừa đó. Mà tới mùa mình trồng lên quá trời vậy luôn á. Không tới mùa lên nó bao nhiêu tiền luôn á. Vui không? Này thì không cần rửa hết ta. Cái này không có cát, không cần. Nó về người ta rửa. Chỉ có cải nó có cát. Xê xê.
Hồi đó tôi nhớ bà tôi, hồi lúc tôi còn ở Sài Gòn, mỗi lần có ai lên hay là có người, có tôi có về, cái bà tôi cắt, tôi biết cái bà tôi biết tôi thích ăn rau má, bà tôi cắt mà cắt gì biết không, lấy giấy quấn kỹ lắm các loại rau. Mình nhớ lại bây giờ đâu còn đâu. Nhiều khi ngồi nhớ người xưa. Biết rằng ai cũng đi tới con đường tử sanh đó. Nhưng mà con người thì phải có tình, có nghĩa. Rồi đây rồi mình mai mốt mình già rồi mình cũng chết thôi. Nhưng mà nói chứ tổ tiên ông bà cha mẹ mình làm con làm cháu thì giàu đi tu đi chăng nữa cũng cũng phải nhớ ơn đó, phân ra ngượng miếng miếng gì đó, thiếu rất cắt nữa. Đây là rau tiết tô với rau húng lủi. Một hồi thì tôi đi ra tôi cắt rau rau dấp cá với rau húng cây. Bây giờ mình lo này trước đi. Đời là cái gì mà người ta vui, mình cần chút mà người ta vui cái mình thấy vui lắm, đó là phước đó các vị. Nhiều khi mình đừng có nghĩ rằng làm phước cái gì lớn lao hết trơn á, mình làm cái chút chút vậy đó mà đem lại niềm vui cho người á là phước á, đem sự lợi ích cho người. Cho nên cái chữ phước đó có nghĩa là tăng ích, còn chữ chữ tội có nghĩa là tổn giảm. Đó, thấy không, mình gói cho kỹ vậy nè cho nó đừng có gãy rau. Phước là tăng ích. Tôi thì xấu xí vô duyên mà tôi thích làm cái gì cho người để mình mong cái phước kiếp sau của mình sanh ra nó tươi đẹp. Tại kiếp trước của mình nó sân si phiền tối rồi ghét nhơ rồi che cái ánh sáng đạo đức đi, nên kiếp này mình sanh ra nó đen đúa, nó xấu xí vô duyên. Cho nên kiếp này mình ráng, mình biết vậy là mình ráng, nhưng mà nó cũng còn dư nghiệp. Dư nghiệp á lâu lâu vẫn sân si, nhưng mà mình biết cái mình ráng. Đâu phải một đời, nhiều đời cái mình đẻo từ 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 đời mình đẻo một chút, đời mình đẻo một chút, bởi vì mình bị lấp, mình bị bụi nó bám lâu đời quá rồi. Một phần, mới có hai phần nè, hai phần nữa là lận. Mình làm mấy ông gãy rau, sắp cho nó ngay ngắn lại. Bởi vợ chồng mà mình cưng lắm, nâng niu nó, mình nâng niu nó.
Vậy mình nâng niu nó, mình nó cũng thương mình nữa, nó cũng ra tốt nữa nha. Cái gì nó cũng vậy, mình nâng niu nó ba phần. À, vậy á, chứ mà cái mùa mùa vậy chứ bây giờ đi ra ngoài chợ mua cũng tiền không á nha. Mình trồng cái đống như mình bán rẻ rề à. Thôi để cho đi. Tôi chỉ trồng ớt chứ rau quế tôi bán thôi. À, chứ ra mua ra ra mua nhiêu nhiêu đây á là hai hàng bạc á. Cái gì thế thế? Con số ai à thế thế? Ra mua bạn nhiêu mấy cộng vậy tiếp tô rồi thôi hai hàng bạc á. Ôi tôi cuối cùng còn nhiều quá. Chia không đều. Chia không đều rồi xê xê ơi. Xê xê đừng có sủa ra hoài. Tao mang vốn sư phụ hoài xê xê. Xê xê cứ chơi xê xê sủa ra hoài à. Đó, đó, đó. Đó. Đi vô. À, bệnh chưa có thiệt hết quý vị ơi, nó bệnh nó cứ sổ mũi hoài, mũi với ho nó. Cái này thì nhiều nè, cái này thì nhiều bốn phần, bây giờ thêm mấy phần kia. Một hai ba bốn phần này ít cho thêm vô. Ít cho thêm vô. Hai phần. Phần này cũng ít cho thêm vô. Kệ người ta ghé thăm mình biết tặng gì. Tặng rau đi. Tặng rau của mình trồng. Thì có nhiều người ta đâu có trồng. Ba. Rồi, chia hơi đều chứ không được đều mấy ngang. Kệ chứ không có phân biệt ngang. Ai được cái gì được, đó, rau thơm, rồi tất cải. Ô, còn đây nó nè. Dạ, tất cả. Hết xe xe. Xe xe, không có phụ, xe phụ gì hết trơn à. Xe xe chạy ra. Xê xê không có phụ với sư phụ vậy trơn nha. Nghe không? Xê xê có phụ với sư phụ hết trơn á. Này rau má cho có một người à. Ta làm thuốc. Đó, rau má vậy chứ đi ra chợ mua cả. Cả chục đồng không được vậy đâu á nha. Mắc lắm á mà mình trồng thấy ham không? Trồng thấy ham không? Xê xê không có được ra ngoài rau, sư phụ xê xê đái nghe không? Xê xê đái là sư phụ đập xê xê đó nghe không? Nói chứ xê xê nó khôn lắm nghe các gì. Nó không bao giờ nó ra rau nó đái nghe. Sư phụ rầy quang xê xê không nè, thấy không? Xê xê biết chứ xê xê đâu bao giờ đi đái ngoài rau sư phụ đâu. Xê xê đi qua nhà xóm xê xê đái để cho tao qua tao bán số, bán vốn sư phụ không mà nghe. Nó chơi nó khôn lắm, nó chạy qua nhà hàng xóm nó tè nó tiểu bên á, rồi nó lại nó đại tiện bên đó luôn á, để cho tao qua tao bán vốn cho phụ nghe. Nó không bao giờ nó tiểu đất, nó tiểu chứ nó đại tiện đất nhà nó trơn á, chơi vậy đó hà, đi qua nhà hàng xóm tiểu cho tao qua tao bán vốn chơi vậy đó hà. Xê xê trời trời đất rộng mênh mông con muốn đái đâu con đái chứ phải không chứ phụ. Thấy không? Thấy không? Ai cấm ăn được hả sao sai?
Nhưng mà có ngày tao quýnh gãy giò đó nghe con, không có sư phụ tao quýnh đó nghe không? Nghe không? Đó, đi đi, đi qua đất cho người ta đái nữa đi. Mới nói đi nữa kìa. Chạy qua tuốt đất người ta đái vậy đó. Cho tao mang vốn chơi vậy đó hả? Nè, nghe không? Tôi nói quý vị coi đúng không nghe? Coi nè, nó che dậy đó. Nó đi qua đất nhà người ta đó, trời mưa nó không dám đi kìa. Nó cao kìa. Trời mưa nó đó, thấy không? Đi qua đây là ta đã đất ta đái nè. Nè. À, bị chạy suốt ở xa rồi đó. Cho người ta bắn vốn chơi vậy đó. Đang không đái đây đâu, đi qua tuốt của đất kìa, tuốt bên kia kìa. Đó, coi nó che dậy đó. Đó thấy không? Chê con không? Mưa đó vậy đó mà đi qua đất nhà ta đó, giờ chị ta đi vậy đó mà không có bên đường cũng không đái nữa nghe, là chạy tuốt cái sao bên kia qua bên đường kia vậy đó mà thấy không. Đi đi con, đi lẹ đi, để trời mưa đó sao sao biết vô lẹ lẹ lên đó, chơi vậy đó. Đất nhà mình thì mình không đái, đi qua đất nhà người ta đái. Bởi vì xê tôi mà. Đất nhà thì không chịu đái mà đi qua đất người ta đái cho người ta mắng vốn chơi vậy đó. Xê chơi vậy đó. Xê chơi ngặt vậy đó. Cho sư phụ bị mắng vốn chơi vậy đó. Nó lửa, chịu khó lửa, nào hư bỏ. Kệ mình cho đồ ngon đi, cũng có đồ hư nè. Nay nhờ trời mưa, không tưới, không tắm gì. Rau thấy ham không? Trời ơi, thầu tới mình chưa đi trồng, mới đi mua nó mắc trần thân. Có gì thấy ham á chứ không? Biếu cho Phật tử, cầu cho mấy cô ăn được mạnh khỏe, rau này mình trồng organic, cầu nguyện Phật Dược Sư, Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho những Phật tử nào được ăn những loại rau này được mạnh khỏe, các bệnh được tiêu trừ, được viễn ly khổ ách nghe. Tấm lòng của con mong cho Phật tử ăn được mạnh lành. Này nó có cái con nha. Cái con sên, con sên. Nó có cái con sên. Nghiệp rau này mấy gì ở xa tôi gửi không có được, gửi 3-4 ngày mới tới thì nó hư rồi, chứ không phải tôi gửi được, tôi gửi cho quý vị quá trời không gieo ít mà nó lên vậy đó. Bởi số tôi, số nhà nông trồng rau rồi nó tốt bịch trời, năm nay có biết bao nhiêu người trồng nó không lên đó nha, tôi cũng rầu lắm á, mà tôi ráng tôi kiên nhẫn mà cuối cùng nó lên ngon lành, quý vị thấy không. Đó, vậy chứ mà ra chợ mua mấy đồng bạc á, mà tới chừng mình có ăn không nổi. Một phần
Sao? CC đi qua đất người ta CC làm việc rồi phải không? Có ai thấy không? Hả? Đất nhà không chịu đi qua đất người ta. CC kỳ quá. Chứ dù trồng rau mà sao con dám tiểu được phải không? Vậy cũng bị rầy nữa, thấy không CC? CC biết điều vậy mà sư phụ rầy CC. Nhưng mà người ta qua ta mắng vốn sư phụ đó nghe không? Cứ qua đất người ta làm việc ở bển đi. Nó qua ta mắng vốn đó. Nghe không con? Nó qua ta mắng vốn sư phụ đó. CC biết không? CC biết người ta mắng vốn không? Có hai thầy trò mình mà hả con ha? Có hai thầy trò mình mà. Có hai thầy trò mình thôi mà phải không con? Nhiều khi buồn nói chuyện với CC chứ nói chuyện với ai? Nhiều khi cũng nổi quạo lên. Lâu lâu cũng bị đánh á, CC bị đánh á. CC bữa nào mà CC á, ngu quá CC tiểu trên cái thảm, cái thảm chùa chân á, cái sư phụ đánh CC đó, nghe không? Bữa nào mà CC mà CC ngủ mà CC để cái đầu CC cao lên á là CC không có ngu. Còn mà CC ngủ mà CC để cái đầu CC chúi xuống á thì CC ngu dữ lắm biết không? Biết không CC biết không? Cái sư phụ mới đánh CC chứ thôi sư phụ đâu có đánh CC làm chi đâu. Có hai thầy trò mình nè, hay coi ha. Có hai thầy trò mình nè. Có hai thầy trò mình mà sao thầy đánh CC được? Hai thầy trò mình mà. Hai thầy trò mình mà. Hai phần. Hai CC. Hai thầy trò mình mà không thương nhau rồi sao thương ai phải không con? Nhưng mà có nhiều khi sư phụ quạo, wow, sư phụ đánh cái xe á. Nhưng mà đánh rồi thương. Biết không? Bữa nào sư phụ bồng sư xe đi thăm bà chủ sư xe nghe. Nha. Bữa nào bà chủ sư xe về, ông đang chở sư phụ đi, bồng sư xe đi nghe. Sư xe đi không? Sư xe đi thăm bà chủ sư xe không? Sẽ đi thăm bà chủ cho xe không? Cái mùa này ăn rau cũng phí nữa. Cái nào mà lá úa cái dục à. Mùa mà không có đó. Trời ơi lá vàng cũng để ăn nữa. CC đâu có dám vô vườn rau của sư phụ, CC đái đâu. CC phải chạy đi qua hàng xóm, CC lại bãi cỏ, CC đái đó. Mà vậy mà bị rầy đó. Chỗ nào sư phụ cũng trồng rau hết trơn, CC đâu có dám đái, nghe không? CC phải chạy qua nhà hàng xóm, CC đái đó, sư phụ. Nghe không? Tội nghiệp tối ngày nó cứ nó quán quýt bên mình vậy đó. Mà trời mưa nó sợ lắm nha. Nó nằm ở trong nhà mà nó biết ở ngoài trời mưa đó nha. Là nó không bao giờ nó ra nha. Ba phần. Còn một phần nữa thôi. Dư rồi cắt cho người khác.
Các con sên ơi, các con đi chỗ khác, các con ăn cỏ đi nghe. Đừng có bu rau ta, nhiều quá ta mua thuốc ta xịt đó nghe không. Các con đi chờ kỳ này ta thấy các con là ta lựa ra, ta cho các con sống rồi các con bò đi chỗ khác nghe. Rắn cũng vậy, rồi con sên cũng vậy nghe. Chứ thôi là ta mua thuốc ta xịt đó nghe không. Bò đi chỗ ra bài bãi cỏ ăn đi. Bò ra bãi cỏ ăn nghe sơn. Sao ta mua thuốc ta xịt nhà ngươi đó nghe. CC mà còn không dám vô rau đái đó nghe. Mà các ngươi vô là các ngươi chết đó nghe. Nghe không? Mấy con sên, mấy con ốc. Mấy con sên, mấy con ốc. Đó, được 4 bịch. Được 4 phần. Giờ còn cắt rau à? Rau giáp cá chứ rau húng lủi nữa. Đó, ta cắt rau dốc cá rau húng lủi nữa. Rồi cái này cho người khác, này cho cô phở đi, gà đông, để ta cắt cho nhiều, chịu khó lựa ngang. Ta sẽ cắt thêm cho. Rồi, sáng làm được mấy công chuyện rồi đó. Bây giờ đi cắt thêm rau nữa cái rồi. Một phần. Cái túi cũng vậy đó, thấy không? Hà tiện đi lượm từng cái túi cắt nè. Cho nên nhờ vậy mà các vị thấy không? Cần cái nó có. Chứ thôi mà cái gì cũng đem đi dục hết trơn, cần đâu có đâu. Nhờ vậy mà có. Ô, tự nhiên 4 người mà ba cái túi trắng, con túi xanh nó kỳ quá vậy ta. 4 người mà ba cái túi trắng, túi xanh, tao tưởng đâu mình phân biệt nữa chứ. Thôi kệ đi, ai hiểu lầm mà tội. Rồi, thôi chào quý vị nghe, tôi đi cắt rau tiếp nghe. Rồi, sáng sớm chọc thăm cái diện chút được rồi nghe. Mô Phật. Trời nè, bữa nay u ám nè, thấy chưa. Đó, bây giờ ra cắt tiếp. Nhớ nghe chú Tùng, nhớ tuần sau thầy gửi đại rau nha. Rủi có hư thì thôi nha. Nè, tuần sau thầy gửi cho rau tiếp tô này nha. Đang ăn, đang trừ cảm rồi ha. Đó, thấy ham không? Đó.